Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Em English Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một chủ đề Reading Summary Completion. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về What is a Summary và có bao nhiêu loại trong cái phần thi Summary Completion của mình nhé. So, summaries is a short, clear definition that gives the main facts or ideas about something. Thì summary là một phần nó rất là ngắn và nó mô tả rất là rõ ràng về những cái nhân tố chính hoặc là những cái vấn đề chính, cái chi tiết chính, cái ý kiến chính của một cái đoạn test phía trên. Có nghĩa là khi chúng ta nhận được một bờ tờ đề thì nó liên quan đến phần summary, thì các bạn sẽ nhận được ở trên là phần test, còn ở dưới là phần summary, và nhiệm vụ các bạn là phải tìm được những từ khóa, những từ đáp án phù hợp cho cái phần summary bên dưới của mình theo những thông tin từ đoạn test. Thì ở đây mình sẽ thấy nó sẽ có hai cấu trúc. Thứ nhất là về chúng ta sẽ điền những cái từ đáp án, những cái từ mà chúng ta tìm được là từ trong một cái list và chúng ta lựa chọn ra. Và dạng thứ hai là chúng ta sẽ điền những cái từ mà chúng ta phải tìm từ đoạn test, chứ nó không nằm trong một cái list nào cả. Và đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dạng đầu tiên, đó là fill in the gaps with the words from the word list. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thức để chúng ta làm cái dạng bài này và những cái tip mà chúng ta sẽ áp dụng vào cái kỹ thuật làm bài này nhé. Đây là một bài test bình thường thì chúng ta thấy là ở trên nó sẽ có cái phần test là một nguyên một cái đoạn văn dài, một thông tin, rất là nhiều thông tin về một cái vấn đề ABCD nào đó, và ở dưới là phần summary. Và chúng ta thấy có một cái khung có rất là nhiều đáp án, có rất là nhiều từ. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể chọn được đáp án đúng đây? Dạ, mình hy vọng rằng khi mà mình show cái bài này lên thì các bạn sẽ dành ra 5 phút để mình giải hai câu đầu tiên. Câu 1 và câu 2 các bạn có thể tự giải. Và sau đó thì các bạn xem xét lại cách làm của mình và cách làm của bạn, thì bạn sẽ cảm thấy cái nào phù hợp hơn thì các bạn có thể lựa chọn. Và đây là đáp án cho cả 6 câu. How did you choose answer? Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thức để làm cái dạng đề này nhé. Khi mà chúng ta nhận được một đề như thế này thì việc đầu tiên là các bạn phải đọc tiêu đề xem chủ đề nó đang nói về điều gì. Average nghĩa là gì đấy? Chúng ta thấy một cái hình hay không? Một người đàn ông đang rất là bực, đang rất là khó chịu, đang rất là angry on the plane in his flight. Và đề tài này sẽ xoay quanh về vấn đề là cơn thịnh nộ trên không. Có phải hay không nhỉ? Đó là tình trạng bạo lực trên không. Chúng ta có thể hiểu sơ sơ như vậy. Và tiếp theo, các bước làm của chúng ta như sau. Đầu tiên, khi chúng ta đã đọc được cái tiêu đề, chúng ta hiểu là những cái vấn đề gì đó nó sẽ liên quan, thì chúng ta sẽ nhìn xuống phần summary. Chúng ta xem xét, chúng ta tìm được cái keyword hoặc là paraphrasing. Và sau đó chúng ta sẽ nhìn lên phần test để khóa cái đoạn văn mà chứa cái từ keyword đó. Ở cái bài này, trong đáp án số 1, mình sẽ làm trước cái phần number 1 trước cho các bạn xem nhé. Thì ở trong cái đoạn đầu tiên của phần summary thì mình tìm thấy xung quanh cái đáp án số 1, mình tìm thấy keyword, đó là the first time were recorded. Đây là hai keyword quan trọng. Và cái câu này nó nói là lần đầu tiên cái mà gì đó về một cái cuộc xung đột gì đó trên chuyến bay đã được tường thuật lại, đã được ghi nhận lại vào năm 1940. Nhưng hành khách
đã không bao giờ thật sự bị phạt. Bởi vì cái luật lệ ở đó là nó không rõ ràng. Thì cái nội dung nó chỉ là bấy nhiêu thôi, nhiệm vụ chúng ta là tìm keyword. Keyword ở đây là những từ mà nó có thể là danh từ hoặc là động từ gì đó mà nó các bạn cảm thấy nó liên quan đến bài và nó là một cái ý chính mà chúng ta cần phải xem xét và nó có thể là không thay đổi. Như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng scan trên cái phần test. Và bây giờ thì chúng ta sẽ scan trên phần test ở trên, chúng ta thấy là đầu tiên là từ first recording. Đó, chúng ta tìm thấy là first recording. Và chúng ta sẽ khóa luôn cái đoạn này cho đến phần Havana to me and me. Đó, chúng ta sẽ khóa nó lại. Chúng ta thấy là the first recorded case of gì đó, có nghĩa là cái từ cái vấn đề, một cái hiện tượng đầu tiên đã được ghi nhận lại của một cái hành khách trên máy bay đã trở nên bạo lực hơn, hung dữ hơn trong một chuyến bay, và cái hiện tượng này được biết đến như là air rage. Đó, thì ở câu này chúng ta phân tích xem. Chúng ta phân tích xem cái đáp án ở trong phần number one này sẽ là từ loại gì. Ở bước thứ hai, chúng ta thấy đó là một cái in, the gì đó, thì sau nó sẽ là một cái noun, là một cái danh từ. Thì chúng ta nhìn vào trong khung ha, chúng ta có thấy tất cả là 2, 4, 6, 8, 10, 12 đáp án. Thì chúng ta phải xem xét coi cái nào là noun. Thì mình thấy là câu B là noun nè, câu C, câu D, câu K, L, F. Đó, đó là những đáp án mà là từ loại là noun. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên trên phần test. Chúng ta phân tích, chúng ta đọc kỹ cái content của nó, cái nội dung của nó về cái gì. Thì nó nói về là một cái hiện tượng đã được ghi nhận lại, hiện tượng bạo lực nha các bạn. Chứ không phải là một hiện tượng không thường. Thì cái từ case này nó phù hợp với cái nội dung, cái đáp án mình cần tìm. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vào trong khung mình xem cái từ case này nó sẽ synonym với cái từ gì. Thì mình thấy cái từ incident. Incident nó có nghĩa là một cái trường hợp cũng mang tính chất bạo lực. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ có được đáp án là incident. Chúng ta nhớ là chúng ta đã khóa cái đoạn đầu tiên lại rồi nhé. Và tiếp theo câu số 2. Câu số 2, ở ngay chỗ số 2 mình cứ nhìn xung quanh số 2 thôi. Mình thấy là mình sẽ tìm được một cái paraphrasing đó là the country where the plant is rigged. Và chúng ta sẽ tìm dùng kỹ thuật scan. Scan là chúng ta tìm chi tiết, chúng ta tìm từ. Chúng ta tìm từ, tìm thông tin chi tiết nha. Bây giờ chúng ta scan lên trên phần test và chúng ta thấy được là nó đang nằm ở cái đoạn mà gần cuối của cái paragraph đầu tiên của section 1. Đó. Và chúng ta sẽ khóa cái đáp án này lại. Tiếp theo chúng ta xác định từ loại của nó, từ loại của đáp án. Chúng ta thấy là it was later. Thì ngay chỗ này nó sẽ là một cái động từ ở dạng passive. Thì chúng ta nhìn vào cái phần khung xem có bao nhiêu cái passive mình thấy đây. Ở đây mình có A, G, E, I, và J. Đó là những cái passive thì mình tìm thấy. Và sau đó mình sẽ làm gì nhỉ? Mình chỉ sắp từ loại nó thôi. Và sau đó mình sẽ đọc kỹ lại cái phần nội dung của cái đoạn mình vừa tìm được, có chứa từ khóa mình vừa tìm được. Và trong đoạn này thì nó nói về cái vấn đề gì đây? Những cái đất nước, cái quốc gia mà máy bay đó được đăng ký hoặc là và nó sẽ được máy bay được đăng ký hoặc là những quốc gia cái nơi mà tội phạm đã bị buộc tội gì đó vào năm 1963 ở Tokyo, nó đã được công nhận, được quyết định rằng cái luật của cái quốc gia cái nơi mà máy bay đó được đăng ký đến thì sẽ là cái nơi mà tội phạm này sẽ bị xử quyết ha. Đại loại là vậy. Thì ngay chỗ này mình thấy là cái câu trong phần đáp án thứ hai đó là the country where the plant is irrigated thì nó sẽ là it was late, later gì đây.
Đó, mình tìm thấy là đáp án sẽ là it was decided. Ở đây mình thấy nó cùng một cấu trúc luôn, đó là bị động. Đó, it was decided có nghĩa là được công nhận, được thừa nhận. Thì trong đáp án mình sẽ nghĩ ngay đến là việc establish, có nghĩa là thành lập. Có nghĩa là cái luật này nó được thành lập ở cái nước nào mà cái chuyến bay đó đang bay đến, thì sẽ cái người mà phạm tội thì sẽ bị buộc tội. Ý là như vậy. Trong cái phần này thì các bạn chú ý giúp mình là các bạn phải tìm được cái từ khóa, các bạn khóa được cái đoạn văn cần đến, tại vì theo một cái format của AL Reading thì nó sẽ thường sắp xếp những đáp án theo một cái trật tự nhất định, và khi các bạn tìm những cái đoạn văn tiếp theo chúng ta không cần nhìn cái đoạn văn cũ nữa, không cần nhìn cái chỗ mà mình đã đi qua nữa. Và các bạn nhớ chú ý về mặt ngữ pháp, tại vì trong một số trường hợp thì nó sẽ trao đổi. Chẳng hạn như câu 1 này các bạn thấy là the first time cái gì đó đã được thuật lại. Nhưng mà trong cái ngữ pháp ở trên cái phần test thì nó lại bảo là the first recorded case. Đó, nó bị trao đổi về cái mặt, hoán đổi về cái mặt ngữ pháp. Và sau khi chúng ta làm được một cái bài test rồi, chúng ta tìm được đáp án rồi, thì các bạn nhớ đừng quên là chúng ta phải ghi lại những cái synonym, những cái gì mà chúng ta học được ha. Ở trong bài này thì mình thấy synonym đó là gì, đó là incident với lại case, đều chỉ một cái trường hợp mang tính chất bạo lực, và establish với lại decided. Đây là cái tip của mình. Đầu tiên là chúng ta tìm được cái từ khóa và chúng ta scan, tìm đoạn văn, rồi nhớ là lock paragraph lại. Tiếp thứ hai là xác định được từ loại của đáp án. Tiếp thứ ba là đọc chi tiết và nhận ra những từ mà mình cần. Tiếp thứ tư là check your answer to ensure that the sentences is grammatically correct. Có nghĩa là mình phải kiểm tra kỹ về phần grammar. Và tiếp thứ năm là mình take note synonyms. Và ở dạng thứ hai, fill in the gaps with the word from text. Ở trong dạng này có nghĩa là mình sẽ tìm thấy những cái thông tin trong cái đoạn đang bị thiếu. Phần summary, chúng ta tìm những cái từ mà nó sẽ chứa ở tại trong phần test ở phía trên, và chúng ta lưu ý là kết quả sẽ không không hề bị thay đổi nhé. Thí dụ như nó là chúng ta tìm thấy nó là danh từ từ cái đoạn test thì đáp án của nó vẫn là danh từ cho cái đoạn summary, nó không bị thay đổi gì cả. Lưu ý ở cái bài này thì các bạn nhớ là chúng ta cần phải lưu ý về cái câu hỏi, yêu cầu câu hỏi no more than two words for the paragraph for each answer, có nghĩa là không điền đáp án quá hai từ trở lên. Chúng ta lưu ý nhé. Alright, bây giờ đầu tiên, bước đầu tiên cũng như là cái dạng đầu tiên thì chúng ta phải đọc cái tiêu đề xem nó nói về vấn đề gì. The history of Thai food, có nghĩa là nói về những cái món ăn của Thái Lan. Đó, tiêu đề là như vậy. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đọc cái phần summary. Chúng ta không đọc đoạn test nha, tại vì nó rất là dài, chúng ta không đủ thời gian. Chúng ta sẽ đọc phần summary. Chúng ta sẽ tìm những cái keywords và chúng ta sẽ tìm những comparison synonym. Ở đây thì mình thấy là đáp án 1 và 2, cái câu hỏi 1 và 2 trong đây thì nó nằm cạnh nhau và nó liên kết với nhau bằng linking verb, đó là linking đó là một cái liên kết với nhau bằng một từ, đó là từ and. Và chúng ta sẽ tìm keywords ở đây là một cái cụm từ gì nhỉ? Đó là mình thấy ở đây là mặc dù những cái gì đó chính cho mỗi bữa ăn là bao gồm cái gì đó và cái gì đó, thì cái hương vị cuối cùng, cái khẩu vị cuối cùng là được xác định bởi cái người nấu ra nó. Thì ngay chỗ này mình sẽ lấy cái cụm từ là determined by who cooks it để làm từ khóa để tìm ra cái đoạn đang đề cập, cần được đề cập đến. Thì mình nhìn trong cái đoạn test, mình thấy phần đầu tiên là cái chỗ who cooked it and where it is cooked depend on who cooked it. Thì mình sẽ thấy cái từ khóa xuất hiện ngay đây và mình sẽ lock luôn cái chỗ phần này.
Đó là mình sẽ xem xét từ trên, từ Thai food is internationally famous. Gì đó sẽ đến cái phần sweet on taste. Nó sẽ có được đáp án chứa bao gồm trong cái phần 1 và 2. Thì bây giờ mình sẽ phân tích xem nó sẽ là cái câu nào nhé. Mình sẽ đọc bước thứ 3 là mình sẽ đọc chi tiết cái đoạn test để tìm ra đáp án. Những cái món ăn của Thái Lan là rất là phổ biến trên thế giới. Chúng có thể là chúng là cay và có một cái sự thường là cân bằng và cái hương vị thì hài hòa và nó có được những cái thành phần gì đó ở bên trong chúng, có nghĩa là những cái món ăn này nó sẽ rất là hài hòa về hương vị, khẩu vị và các thành phần của nó thì nó sẽ kết hợp với nhau rất là hài hòa. Yeah. Thì ở đây mình thấy ở trong cái câu này mình cảm thấy là từ harmony và từ contrast nó sẽ là đáp án cho có câu 1 và 2. Tại vì nó phù hợp với cái nội dung của cái phần summary đang đề cập đến. Mặc dù những cái gì đó mỗi ngày nó thường là có một cái sự hài hòa giữa cái yếu tố là của món ăn, nó có sự hài hòa và có sự tương phản với nhau. Contrast có nghĩa là tương phản, hài hòa và tương phản với nhau. Và chúng sẽ được xác định bởi những người nấu ra chúng. Yeah. Cái từ loại tennis ở đây mình thấy là từ nguyên lý, có nghĩa là nguyên tắc. Nguyên tắc của bữa ăn, nó là một cái nguyên tắc của bữa ăn. Tennis, nó là nguyên tắc của bữa ăn. Mỗi ngày thì là phải là hài hòa và phải là tương phản với nhau. Yeah. Và đáp án sẽ là harmony và contrast. Và tiếp theo, bài số 2, đáp án số 3 chứ. Câu hỏi số 3 thì mình thấy là ask for the ingredient you in Thai cookware the result of cái gì đó. Có nghĩa là những cái thành phần được sử dụng trong việc nấu những cái món Thái là kết quả của cái gì đó, way of life. Thì mình thấy là mình sẽ chọn từ khóa đó là the ingredient và way of life. Thì mình nhìn trong bài, mình scan, mình thấy bên đây nó sẽ là một cái lifestyle bằng đồng nghĩa với từ way of life. Nên mình chọn cái đoạn đầu tiên của cái đoạn văn tiếp theo sẽ là câu chứa đáp án và mình khóa nó lại. Và mình sẽ tìm đáp án ở đây. Ở đây mình thấy là cái a waterborne, từ loại của the result of gì đó. Thì nó sẽ là sao? Nó sẽ là một cái danh từ. Ha? Thì mình thấy là a waterborne lifestyle. Nó sẽ phù hợp ở cái đoạn này. Đáp án sẽ là waterborne. Có nghĩa là cái cuộc sống mà gọi là sông nước á, đại loại là vậy á. Và tiếp theo ở cái phần số 4 này mình cũng sẽ tìm những cái từ khóa. Và từ khóa ở đây là cooking technique. Nó sẽ bằng tương đương với cái đoạn tiếp theo đó là method. Traditional Thai cooking method technique bằng gì method. Đó, rồi mình khóa cái đoạn này lại luôn. Đáp án thì nó chỉ nằm trong một hoặc là hai câu thôi, chứ nó không nằm hết đâu ha. Và mình khóa nó lại, sau đó thì mình sẽ tìm xem từ loại của cái đáp án số 4 thì sẽ là gì. Mình thấy là the gì đó thì nó sẽ thuộc về là danh từ. Sau đó mình nhìn vào cái đoạn test này, mình xem coi cái từ nào sẽ là phù hợp. Mình đọc nha, đọc về nghĩa của cái đoạn này. Cái phương pháp nấu ăn truyền thống của Thái Lan thì nó sẽ gồm những cái stewing và baking và rất là cay. Nhưng cái bởi vì ở đây không phải là vì nhưng ha, ở đây có nghĩa là vì cái sự ảnh hưởng từ Chinese.
cả nói chung là vì cái sự ảnh hưởng nặng, nói chung là ảnh hưởng nặng của cái người Chinese nhiều nhiều. Ok, vậy thì ngay chỗ này thì cái phương pháp nấu ăn trở nên nhiều đa dạng nhiều hơn nhờ vào cái gì đó, thành phần của Thái bắt đầu trở thành nhiều cái gì đó. Đó, thì ngay chỗ này mình sẽ điền cái từ gì đây? Đáp án sẽ là Chinese influence. Bởi vì cái sự ảnh hưởng ngay chỗ chữ but ở đây trong cái phần test này không phải là nhưng nha, mà là vì cái sự ảnh hưởng của cái người Chinese. Hết rồi. Ok, trong cái phần này, cái phần fill in the gap with the words from the text, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ không có những từ trong khung và chúng ta phải lựa chọn trong cái đoạn test, và chúng ta chọn cái từ để điền vào thì nó sẽ thuộc đúng từ loại, nó không bị sai từ loại. Và chúng ta nhớ một điều là chúng ta phải tìm được cái synonym, keywords và khóa được cái đoạn văn đó thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm được cái đáp án nhanh chóng. Và chúng ta nhớ là phải phân biệt được từ loại của đáp án cần tìm là gì, và nhớ là more than two words. Và đây là đáp án mà mình muốn show cho các bạn xem nếu như các bạn muốn có thể tìm được cái bài này và chúng ta làm hết. Alright, thank you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Em English Channel của mình. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn trong các bài IELTS tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.